tòa này có biết bao nhiêu cuộc tình, chuyện tình yêu, nhưng chỉ có một cái chuyện tình yêu cách đây hơn 2000 năm. Thì cái cuộc tình này đã làm cho chúng tôi, cho tôi say xưa câu chuyện tình yêu. Ở tại nội dung thay đó là tuyệt đỉnh của tình yêu. Tôi xin ca ngợi Chúa vì câu chuyện ngày xưa nói về cuộc tình, tình yêu.
trên tình yêu.